Ngày 8 tháng 6, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị vừa đấu tranh làm rõ hành vi chứa mại dâm và môi giới mại dâm của hai đối tượng gồm Đỗ Thị Phương Thảo, 33 tuổi, ở thôn Kiều Đăng Phượng, xã Tiên Tân, thành phố Phủ Lý và Hoàng Trung Khánh, 43 tuổi, trú tổ dân phố Hòa Lạc, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý. Trước đó, chiều ngày 6 tháng 6, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ Hoa Đông thuộc địa phận tổ dân phố Hồng Phú, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý. Bước đầu, các đối tượng khai nhận được Thảo thuê nhà, nuôi ăn ở, điều hành đi bán dâm cho khách với giá 1,5 triệu đồng một lượt và ăn chia theo tỷ lệ 50-50. Khi khách có yêu cầu, đều được Khánh sử dụng ô tô đưa đón và nhiều lần làm trung gian môi giới mại dâm cho khách. Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được, công an đã triệu tập Đỗ Thị Phương Thảo lên làm việc và thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Trung Khánh về hành vi môi giới mại dâm. Khám xét nơi ở của Thảo, công an phát hiện thu giữ nhiều bao cao su cùng giấy tờ, sổ sách và các tài liệu liên quan đến hành vi môi giới mại dâm. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.